Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em có 3 chiếc xúc, xúc đơn 50 tới 2 côn 100. Sử dụng của bát của BSC BC nhá, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc thôi, không phải BC xịn đâu. Hàng copy BC thôi. Với mức giá khá là xuân yêu thương, đó chính là 5 triệu 200 nghìn đồng một chiếc. Đấy, một chiếc 5 triệu 2 một chiếc các bác nhá. Bát 50. Đấy. Tới 22 côn 100. Đấy. Đây có 2 này, 4 này, 6 này, 8 cái lỗ thoát hơi cho nó bát. Và con này là công suất RMS 800W nên là các bác dùng đẩy tầm 600W có thể đánh được. Đánh gia đình đánh được, đánh ngoài trời thì phải tầm 800. Còn nếu như các bác mà chịu chơi thì kiếm con 1000W đánh thì tít mù luôn. Thì em có về 3 chiếc. Về thì nhiều hơn 3 chiếc nhưng mà thôi, chỉ đấu giá đúng 3 chiếc. Và nếu như các bác lấy một đôi thì là 10 triệu nha. Một đôi thì tròn 10 triệu. Đấy, còn nếu mà lấy lẻ thì 5 triệu 2 một chiếc. Giá trên này có bao gồm các cái chi phí đóng gói và đã sơn sửa lại hết tất cả thùng. Thùng đây là nhiều cái về nó. Thùng còn khá là đẹp, nó chưa bị xước nhiều lắm đâu, nhưng có cái là thùng nhìn trông nó màu nó không được tươi. Đây là cái phần hậu loa này. Mắc tí à đây S18 không có mắc tí đâu nha, S18. 800W này, 8 ohm này, thấy chưa? Đấy. 35Hz đến 150Hz này. Đấy. Thông số khá là chuẩn, cái này em đã đo rồi, thông số khá là chuẩn, khá thôi. Nhưng không được chuẩn lắm. Xuống thấp nhất thì 3 năm và cao nhất thì là đến 1.85 kHz. Đấy. Nhưng mà thường thường là cắt súp thì 150Hz hất về thôi là đánh tức ngực lắm rồi. Đấy các bác nhé. Súp đơn thì thùng lát nữa em sẽ vệ sinh và sơn. Ở Hưng Yên một ngày mưa gió, sắp có mưa và có gió thì bây giờ là đã thấy gió và chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ có những giọt mưa. Đây là bát 50 này. Cái này em chưa vệ sinh nhá, nhìn này, còn nguyên bụi nhá. Thấy chưa? Vâng, nhìn thấy chưa? Đây nhá, vẫn còn nguyên bụi này. Thấy chưa? Chứng tỏ là loa vẫn chưa vệ sinh, còn cái chiếc này thì em đã vệ sinh qua rất sạch rồi. Con này là bát 50 tới 2 côn 100. Đấy. Con này là màng chống nước. Với các bác nào mà nay xong sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ, đánh sân nhỏ, nhà khách nhỏ thì các bác chỉ cần một cặp này thôi là đánh thoải mái rồi. Một cặp này là có thể đi cùng với như là nắc cái kìa, nó nắc 40 kìa, là ăn hợp lý luôn. Hoặc là một cặp xúc này thì các bác có thể đánh với hai cặp PS10 của H Acoustic thì cũng ra hết chất luôn. Đấy. Nói chung là những cái dòng cao cấp thì em không có nhiều lắm, còn những hàng phổ thông như này thì có rất nhiều. Phổ thông nhá, còn nhiều con súp các bác mua hàng bãi giá nó rẻ hơn cái này rất nhiều nữa. Súp này thật ra là lấy về đây này, cái chi phí vận chuyển về đúng cái thời điểm nó cước nó khá là cao. Đấy, về đúng cái thời điểm mà cước nó gọi là khá là cao. Bát 50, cái này em nói luôn nhá. Ví dụ các bác nào mà gần đây đến đấy thì là 4 triệu 9 giá tại cửa hàng, gần đến tận nơi đấy, còn nếu mà đóng gói gửi đi thì em cộng thêm mấy trăm nghìn nữa là cái đúng rồi. Đấy, 4 triệu 9 một chiếc là giá tại cửa hàng nha. Đấy là không có đóng bìa đâu. Ra nộp cho các bác nó hơi nhiều rồi, còn các bác mà xa với anh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, ai là khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam mà đóng gói gửi đi thì em cứ xin là 5 triệu 2. Này em đóng gói, bởi vì cái chi phí đóng gói con này nó rất là cao. Thứ nhất là không phải là bìa này một ít đâu, mà rất nhiều bìa. Phải tầm 3 cân bìa, cộng với đó là khoảng tầm gần một cuộn băng dính, cộng với đó nữa là các kiểu như là xốp xiếc như kìa, xốp để chèn vào, chứ không là đi vào đến nơi nó lại thành hình cái khác rồi thì không phải cái loa nữa thì dở hơi. Đấy, em nói trước đấy, nên là cái chi phí để mà em bán con này, nếu như bán 4 triệu 9 và bán 5 triệu 2 thì các bác bảo chênh lệch tận 300.000. Em ăn dày quá không? Không phải đâu các bác ạ. Cái đóng gói nó rất là quan trọng. Không phải như là mấy cái loa, ví dụ mấy cái loa này thì em nói luôn là 7 triệu 2 bao ship, giá nó cứ thế thôi. Đến tận cửa nhà lấy thì cũng bớt cho các bác được 200 đến 300 là hết cỡ. Đấy. Như cái này là giá này rất là tốt rồi. Rồi, thì bây giờ em sẽ bóc nút chiếc này ra và các bác cùng xem nhé. Đây, các bác xem nha. Đấy. Ui xời. Nói chung là cũng được, từ 2 côn 150. Con này rất là nặng. Đây, em sẽ cho các bác xem bên trong thùng. Úi, trông có gì đâu, chỉ có một tí bông thôi. Bông này ngày xưa mà cũng anh em nào vui tính nói là không thể nào bị làm nhái mà vẫn nhái đầy. Vẫn một câu cà khịa quen thuộc. Rồi, thì đây nhá, tổng cộng em về 3 chiếc và
bao sống. Trung Quốc nó bao cho đủ hàng thôi, sống chết mặc kệ, nó về may quá là nó hoạt động bình thường. Uỳnh uỳnh. Đó, thế nên là ăn tiền rồi. Chứ không có bị lỗ, chứ còn nhiều nô về nhá là nó dí cho cái hàng kiểu hàng chết ấy. Nó chỉ có báo là có hàng thôi, còn sống chết là về tự no. Đấy. Ví dụ nhiều nô về mà nó đóng gói nó ẩu hay về là cái xương này nó bị vỡ này, coi như là lại tốn tiền mua bát, lại nọc bát khác vào, hoặc là bát hoặc là thanh lý vỏ thùng. Nhiều nô, nhiều anh em mua được giá gọi là tương đối tốt, nhưng vào đúng cái bát nó xương nó đẹp không, về đến nơi nha xương nứt gãy hết một loạt, nên là có thùng thanh lý cho các bác. Chứ tự nhiên lại có thằng nào nó tháo thùng này ra nó đi thanh lý cho các bác thì thuộc dòng là đột biến, không phải là bình thường. Đấy. Tự nhiên lại tháo ra thì chỉ có là vỡ bát thôi thì nó mới thanh lý cho các bác. Đấy, thì đây là chiếc bát em đã vệ sinh này nhá, nhìn trông khá là đẹp đấy chưa. Giá em bán tại thì cửa hàng là 4.9 triệu và bao ship, hỗ trợ ship, nếu mà gần đây thì hỗ trợ cho bác là 5.2 triệu luôn, là không bao ship luôn, gần đây thôi, tầm nên quanh mấy tỉnh gần đây thôi, chứ còn xa quá thì chịu nha. Đấy là hỗ trợ thôi, nhưng mà giá đó thì không thương lượng được nhiều đâu. À, em cũng phải đóng gói chứ, gần như là bán hộ mấy anh Trung Quốc rồi, bỏ tiền ra mua đồ về bán là gần như giá là rất là rẻ rồi. Ốc toàn ốc lục giác, ốc trồn gen. Rồi bây giờ sẽ đến cái đoạn là vệ sinh sơn lại thùng. Các bác nào có quan tâm thì nè, trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test lần sau. Lần sau thì em sẽ test thử là một chiếc súp này kết hợp với APS 10 xem là nó hoành tráng như thế nào, để các bác xem nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng như nào các bác nhé. Những dòng loa rất cao cấp hoặc là to nhưng giá bình dân, đấy. Bé đắt nòi nhưng mà to nhưng giá rẻ này. Thế còn loại này to mà đắt tiền chục triệu, hơn chục triệu một quả này thì không bán được. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nhé.